Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Bạn Có Biết của VNTV. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một khuôn mặt rất là trẻ, rất là mới của VNTV. Thưa quý vị, đó là dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc. Dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc đã tốt nghiệp dược sĩ vào năm 2004 và hiện nay cô là tổng giám đốc dược khoa của công ty Prime Healthcare Services và hiện tại cô chịu trách nhiệm điều hành 42 khoa dược của 42 bệnh viện trên 14 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và xin mời quý vị gặp gỡ với Thanh Ngọc ngày hôm nay. Chào Thanh Ngọc. Yeah, chào chị Vân Anh và xin kính chào toàn thể quý vị đang nghe đài VNTV. Ngọc ơi, như vậy thì lúc bé là Ngọc đã mơ trở thành dược sĩ hay là bố mẹ bắt học hay là có ai hướng dẫn gì không? Dạ, thưa chị, ngày xưa đó là khi mà còn ở Việt Nam đó là ông ngoại của Ngọc có cái tiệm thuốc tây tên là Trần Xuân Vịnh tại Hội An. Thì nhưng mà ông ngoại mất sớm là năm 1972 là ông ngoại mất rồi, thì lúc đó là Christina cũng chưa có được sinh ra đời. Nhưng mà cái ước nguyện của ông ngoại là muốn cho một trong những người con của ông ngoại nối gót chân của để mà để thành dược sĩ. Nhưng mà vì hoàn cảnh hay là những cái lý do khách quan khác nhau thì không có người nào nối gót được với ông. Thì cái câu chuyện đó thì khi mà lớn lên thì mẹ kể cho Ngọc nghe, thì Ngọc nói là chắc là mình sẽ muốn học dược để mà ít nhất là cũng có một người con người cháu là theo gót của ông ngoại. Ngọc sang bên đây là bao lâu rồi Ngọc, khi Ngọc tới? Dạ thưa em qua Mỹ theo diện HO năm 1991, thì lúc đó là em khoảng chừng 17 tuổi, không có nói được tiếng Anh. Ngọc có thể chia sẻ với quý vị khán giả cũng như là các bạn trẻ, tức là để trở thành một người dược sĩ thì mình phải cần học như thế nào? Thì Ngọc cũng không có dám khuyên cái gì, nhưng Ngọc muốn chia sẻ cái con đường mà Ngọc đã đi qua. Thì khi mà trở thành dược sĩ thì chị biết là khi mà mời mình qua Mỹ thì mà cái tuổi 16, 17 tuổi thì mình phải bắt đầu trở lại từ đầu. Thì cái cách mà Ngọc học tiếng Anh á là khi đi học về rồi xong coi Sesame Street để đúng rồi. Nhưng mà cái con đường học vấn của mình nó hơi dài chút xíu, tại vì không những là mình học thêm những cái chuyên môn nhưng mà mình cũng phải trau dồi thêm cái ngoại ngữ của mình, tiếng Anh của mình. Thì Ngọc học xong high school rồi Ngọc đi học community college, rồi sau đó thì chuyển lên UC Irvine để lấy cái bằng Bachelor Degree in Biological Science. Thì sau đó thì apply cho cái trường dược, thì cái chương trình mà Doctor of Pharmacy thì nó là 4 năm. Thì sau đó học xong 4 năm nữa thì Ngọc dành 1 năm Ngọc làm residency. Thì nếu mà tính ra từ lúc qua Mỹ cho đến khi mà xong ra cái bằng dược là như em học tới 11 năm lận đó chị. Vâng quý vị. Và đây là cô dược sĩ rất là trẻ trung, rất là khả ái của chúng ta. Thế Ngọc có thể cho biết là cái sự khác biệt giữa một người pharmacist với một người đã trở thành director nó khác như thế nào? Cái ngành pharmacy đó nó có nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì khi mà chị một người mà ra thành có cái bằng dược sĩ cho mỗi cái tiểu bang, thì khi mà mình học xong đó mình phải thi hai cái thi, là một cái là về chuyên môn, một cái là chuyên về luật của mỗi tiểu bang. Từ mỗi tiểu bang cái luật nó cũng hơi khác nhau chút xíu. Thì sau khi mà mình lấy được cái bằng cho cái để mình có thể mình làm việc cho cái tiểu bang đó, thì mình có thể là mình chọn làm trong bệnh viện hay là mình làm ở trong community pharmacy, là chị thấy mấy cái tiệm CVS rồi tiệm Walgreens rồi vậy, hay là mình có thể mình làm cho những cái nursing home. Nó cũng cho nên nó rất là đa dạng. Em á, thì khi mà em ra trường á thì em
thích làm ở trong bệnh viện hơn. Thì cái đó là cái con đường của em, là khi mà ra trường xong thì em làm cho bệnh viện as a clinical pharmacist, rồi sau đó thì cũng may mắn đưa đẩy thì có một cái bệnh viện ở trên ở Victorville đó, thì lúc đó họ cần một người director mà em nhớ là cái đó là năm 2008, là sau khi em đi làm chỉ có 3 năm thôi. Thì cái người CEO của cái bệnh viện đó, họ với lại cái cô mà chief nursing officer đó, thì cô nói muốn làm director không, em nhận. Mà trong khi đó mình không có biết, chưa có biết cái gì hết, nhưng mà trong cái thâm tâm em nói cái cơ hội nó đến với mình, mà nếu mà mình không nhận á thì nó sẽ không, có thể là sẽ không bao giờ trở lại. Thì em nhận trước rồi em học sau. Thì cái đó là cái hơi gan chút xíu của em. Các bạn nhớ nha, nhận trước rồi tính sau. Thanh Ngọc có thể giải thích cái chữ đó một cách cụ thể hơn, về cái chữ gọi là corporate director của pharmaceutical services. Thì cái sự khác biệt của một cái người giám đốc hay là tổng giám đốc thì cái đó cũng vậy. Cái khi mà mình làm giám đốc cho một cái khoa dược á, thì không những là mình phải có cái kiến thức về chuyên môn, nhưng mà mình cũng phải biết cách điều khiển cái giống như là mình run cái department của mình, là giống như không những là về nhân sự, là nếu mà ví dụ như mấy cái người pharmacist hay người pharmacy technician mà họ có conflict hay gì thì mình cũng phải là mang cái hat của là HR trong đó, rồi mình try to resolve, rồi xong cái rồi mình phải control cái budget, là tại vì đâu phải lúc nào mấy cái ông bác sĩ mà họ muốn cái loại thuốc nào mình cũng phải cho đâu. Cho nên mình cũng phải cái balance out cái công việc, là không phải là, cho nên mình phải mỗi tháng là mình phải có một cái budget mà mình phải meet cái budget đó. Nhưng mà nếu mà nó bị quá là chị phải biết cách giải thích cho ông CFO của bệnh viện chẳng hạn. Thì theo cái công việc của em á, thì không những là em điều khiển một cái bệnh viện, nhưng mà có tới 42 cái người, cái người director họ report cho em. Thì em là giống như là em điều khiển từ một cái từ một cái level, thì những cái quyết định gì của em thì họ sẽ, nó sẽ affect tới 42 cái bệnh viện cho trong của cái công ty lận. Cho nên những cái gì mà nó liên quan tới khoa dược là cái đó là cái trách nhiệm của em. Wow, trách nhiệm rất là lớn phải không quý vị? Hồi nãy là Thanh Ngọc nói về trách nhiệm của một người director. Như vậy thì Thanh Ngọc có thể cho quý vị khán thính giả được một cái sự so sánh là về cái trách nhiệm cũng như là sự thách thức giữa là một người dược sĩ và một người trở thành một người tổng giám đốc về khoa dược. Dạ. Thì cái người dược sĩ đó, mà khi mà ví dụ như em lấy cái ví dụ là làm ở trong bệnh viện, thì có cái cơ hội để mà chị làm việc closely với lại bệnh nhân hơn. Ví dụ như là nếu mà mình làm clinical pharmacist thì chị mỗi ngày là chị phải khi mà một cái bệnh nhân nào mà vô mà có bệnh nặng hay gì thì mình phải coi xem xét những cái thuốc gì mà người bệnh nhân đó có, rồi mình make sure là khi mà không phải là khi mà bác sĩ order cái thuốc đó là mình bỏ vô đâu, thì mình phải coi cái thuốc nó có bị interact, nó bị có tác hại cho cái căn bệnh của bệnh nhân bây giờ hay không, rồi cái thuốc nó có bị tương phản với những cái thuốc mà người bệnh nhân đó đang uống hay là không. Hay là nói một cách khác hơn là ví dụ như những cái người bệnh nặng á, thì họ không có thể nào họ ăn được á, thì mình phải dose, nó kêu là cái TPN, có nghĩa là cái total parenteral nutrition. Thì cái đó nó rất là hay em, bởi vậy nhiều khi em cũng nhớ là làm as a clinical pharmacist lắm, tại vì mỗi ngày đó là chị phải kiểm tra cái những cái electrolyte của bệnh nhân, là nếu mà nó potassium hay là cái sodium nó cao quá thì phải hạ xuống, mà nếu mà bệnh nhân không có đủ chất dinh dưỡng phải thêm chất dinh dưỡng vô. Nó hay lắm. Câu chuyện về công việc, về sự nghiệp
về sự thành công của cô Thanh Ngọc trên bước đường sự nghiệp. Nhưng thưa quý vị nhìn thấy cô Thanh Ngọc là một cô gái rất là trẻ phải không quý vị? Nhưng thưa quý vị, cô là đã là một người mẹ, một người vợ, một người mẹ với ba con. Mà thưa quý vị, Vân Anh thấy là cô Thanh Ngọc dạy con rất là giỏi quý vị. Các cháu ở nhà hát tiếng Việt rất là hay, nguyên một bài tiếng Việt luôn. Và Thanh Ngọc cũng sinh hoạt đóng góp rất là nhiều trong các sinh hoạt trong cộng đồng người Việt, đặc biệt là các sinh hoạt cho các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cô Thanh Ngọc nhà ta cũng có nhiều tài lắm quý vị. Chúng tôi được biết là Thanh Ngọc cũng là một người rất là đam mê về vẽ tranh, rồi cũng hát. Thanh Ngọc có thể kể chút xíu về những cái đam mê của mình vào một cái cuộc sống thường ngày của một người mẹ, người vợ bên cạnh là một người director. Dạ, thì khi mà em học ở high school đó, thì em có lấy cái lớp vẽ AP, là cái lớp vẽ advanced placement cho cái, tại vì em nghĩ đó, theo cái cách suy nghĩ của em là mặc dù mình không có biết được, mình không có nói được tiếng Anh nhiều, nhưng mà mình có thể mình truyền đạt những cái suy nghĩ, những cái gì của mình muốn nói ra trong khi mình vẽ. Thì em học cái lớp đó em rất là thích, tại vì không những là nó giúp cho em mở mang trí óc mà để cho em có thêm bạn bè để em nói chuyện. Tại vì em như chị cũng biết là nhiều khi mình người ta nói mình như nghe vịt nghe sấm vậy đó, mình đâu có hiểu đâu, nhưng mà em cứ nhào ra em nói. cho nên em nghĩ cái vì vậy nên mình, cho nên cái language skill của em nó cũng có đi đường tắt chút xíu. Thưa quý vị, Vân Anh xin được chia sẻ với quý vị, Thanh Ngọc là một người rất là xứng đáng đã được chọn trong một trong những người được vinh danh cho cái chương trình gọi là Asian Heritage Award, tức là một cái chương trình gọi là giải thưởng về di sản Á Châu. Chương trình này đã được tổ chức năm nay là năm thứ 14, dành cho tất cả các cộng đồng, các sắc dân Á Châu, đặc biệt năm nay dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và Thanh Ngọc là một trong 10 người được nhận cái giải đó. Thanh Ngọc có thể cho biết chi tiết tí xíu về cái giải mà Thanh Ngọc được chọn. Thì khi mà em được cái hội di sản Á Châu này báo là em sẽ được là một trong những người được nhận giải năm nay, thì em rất là xúc động, em rất là không có nghĩ là sẽ thành sự thật. Tại vì theo người ta nói là em là người trẻ nhất trong lịch sử của họ mà được nhận cái giải thưởng này, mà không những như vậy, em nhìn cái danh sách của những người mà được vinh danh năm nay toàn là bậc thầy bậc cha mà em rất là kính mến, cho nên em không có thể nào em ngờ là em có thể là em được sánh vai với họ để mà được vinh danh vào cái ngày rất là long trọng tại một cái thính đường rất là sang trọng của trường đại học USD tại San Diego của chúng ta. Thanh Ngọc thấy là chúng ta, cộng đồng người Việt của chúng ta định cư tại hải ngoại là chỉ có 41 năm thôi mà chúng ta đóng góp rất là nhiều cho xã hội Hoa Kỳ. Mình thấy là người Việt Nam mình có những cái chỗ đứng rất là quan trọng trong đủ mọi lĩnh vực ha Thanh Ngọc. Mong rằng càng ngày chúng ta càng có nhiều những khuôn mặt trẻ giống như Thanh Ngọc hơn nữa. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều cho cái buổi tâm tình nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Ngọc và chúc cho Thanh Ngọc càng thành công hơn nữa. Và chúng tôi sẽ mời Thanh Ngọc trở lại để mà thư chuyện với quý vị. Tiếp nối thì chắc chắn là Thanh Ngọc sẽ có những cái title, những cái chức vụ càng lớn hơn nữa, phải không Thanh Ngọc? Thôi đủ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, thưa xin chào quý vị.